Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học định tập 27. Chúng ta mỗi ngày có nhân duyên được nghe pháp. Quý vị nhớ câu này như Đức cũng nhắc rất nhiều lần, mà chúng ta cần phải nghe nhiều lần. Người tu hành của chúng ta nghe đạo, mình muốn giúp người cũng phải tùy duyên. Mình phan duyên là phiền phức à. Thí dụ như cái người mà người ta đủ duyên đi, đặc biệt người khác tự tìm ta, tự tìm ta. Còn mình mà chưa đủ duyên mà mình lôi kéo, hoặc là phan duyên, hoặc là mình nói những sự việc mà nó ngon ngọt là có trở ngại. Nó tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Nó là gì đó quý vị? Thí dụ như người này nói chuyện cũng rất là hay, nhưng mà họ ở trong cái vị trí hóa độ của người khác, thì mình muốn giúp chúng sanh thì người ta thích mình, nhưng mình phải nghiêng về cái việc ở trong vị trí hóa độ của người đó thì mới gọi là tùy duyên. Còn cái vị chỉ cần phan duyên ngược lại một chút thôi, thì tất cả những người biết cái vị sau này sẽ có tác dụng phụ rất là lớn. Nguyên lý đó mình phải hiểu. Nên độ người phải hiểu nhân duyên là tùy duyên hóa độ. Thí dụ như mình ở trong một cái vị trí hóa độ của người khác, bản thân của mình nói chuyện cũng có những người ta thích, ta quý mình, nhưng mình phải nghiêng về cái việc là bản thân mình nhờ nhân duyên đó mà mình được gì. Phải nghiêng người ta qua vị trí đó để làm chi? Nó có gốc thì mới giúp được. Nên độ người là phải tùy duyên. Khi hiểu được cái chữ tùy duyên thì quý vị sẽ thấy an lạc, thoải mái và tự tại lắm. Ví dụ như bà cụ chín mấy tuổi, nhà Đức gặp bà, có những người nói rằng bà cụ còn củ cải tài sản, bà chấp nhất nặng lắm thầy ơi. Thầy phi bà cụ buông xuống đi. Nhà Đức vừa nhìn bà cái nhà Đức nói rằng bà cụ có củ cải nhiều, bà cụ cố gắng giữ nghe. Ai cũng cười lên, bà cũng cười và vỗ tay. Thấy chưa? Là vì mình biết được cái nhân duyên của bà là như vậy, thà mình tạo nhân duyên, thiện duyên, còn hơn là mình tạo nghiệp duyên với bà. Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu muốn độ một đời nên trở ngại. Nếu như mình nghĩ được nhân duyên, tin sâu nhân quả, thì bản thân mình sẽ biết kết duyên. Dù là mình chưa hóa độ được người ta, nhưng mà mình cũng kết duyên thiện với người ta. Để rồi đời kiếp nào mình hóa độ người ta, mình phải nghĩ con đường dài chứ. Không phải là muốn nói độ người là độ người được đâu. Nhiều người á, khi lo cho các cụ già, họ không hiểu nguyên lý này, nên họ bị trở ngại. Họ không biết kết thiện duyên để cái người mà họ lo được tốt một chút. Còn cái này họ muốn người ta giảng sanh mà người ta lại bị nặng nề, thì cuối cùng nó kết nghịch duyên, thấy không? Nó nguy hiểm gì đó. Cả người thân trong gia đình mình cũng vậy luôn.
Mình làm cha mẹ mình thương con, nên mình đeo đẳng để mình nói con hoài. Càng nói thì nó càng ghét mình, càng nói thì nó nói mình khó khăn, khó chịu, nó nhiều, mệt mỏi. Đã nó không vừa bụng, không thích mình rồi, thì mình có nói hay cỡ nào, nó không đâu chấp nhận mình đâu. Nếu như mình biết tùy duyên, mình đừng có nói gì nữa chứ. Thì tức khắc duyên phước của bản thân mình phát triển, con cái mình tự thương, mình quý mình, mình nói nó lại nghe. Nên nhiều bà cụ trong chùa như Đức khuyên rằng, tu làm sao mà càng tu càng dễ tính. Ngày xưa mình ở nhà mình khó khăn, cái gì mình cũng câu mâu khó khăn này kia tùm lum. Bây giờ mình vô chùa mình tu mình dễ tính, quan hệ dễ tính, rồi gặp con đồ không có nói này nói nọ, mày phải làm gì, mày phải làm gì, mày phải làm gì, hoặc là mặt mày nhăn nhăn với nó, đừng có làm cái tình trạng đó. Mình đừng có làm cái tình trạng đó thì mình mới hóa độ được con mình, hóa độ được con mình. Còn bây giờ mình nói nhiều mà nó không thích nghe, mình nói làm chi, mình lo niệm Phật còn hay hơn. Nhưng Đức gặp một bà cụ, khi những Đức nghe bà tâm sự thì những Đức thấy rõ ràng bà thương con, rất là thương con, tấm lòng người mẹ cực kỳ thương con. Nhưng cũng vì bà thương bà quá dính mắt, quá buộc, bị buộc ràng. Bà thì cái nhân duyên bà hiểu biết nhiều quá. Bởi vì trong nhà Phật mà hiểu biết nhiều quá mà không thông cũng chết, thành phù phiếm. Hiểu biết quá nhiều, buông cái làm thơ, buông cái làm thơ dữ quá, nói làm những cái việc muốn cao xa phi thường được. Từ nơi đó mà cái việc bình thường để áp dụng thì không biết. Trong khi đạo pháp á, bình thường là đạo, mà không chịu lấy cái bình thường để áp dụng làm đạo, mà đi lại lấy cái phi thường mà không ai làm được, mà chính bản thân mình cũng làm được luôn, thất bại. Thất bại ngay cái tâm này. Khi nhận thức được việc này rồi mới thấy đúng là rõ ràng. Nếu đi từ căn bản mà học đạo tinh sâu nhân quả thì vị sẽ không bao giờ bị phiền não. Nên Ấn Tổ này nói một câu rất hay, mà tối câu này những Đức cũng giảng, như Đức nói dạy nhân quả còn quan trọng hơn lương lý đạo đức. Vì nói lương lý đạo đức nó nghe người ta sợ, nó nói cũ rích, cổ lưu sĩ, xa vờ, xưa, đúng không? Nhưng mà nói về nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả thì nó là dễ nghe. Nên như Đức tại sao chỉ sao quá nhiều người nghe, chỉ sống độc, sống độc, nhiều người nghe, sống động nhiều người nghe. Khi mình nhận thức được việc này rồi quý vị, thì mình học Phật sẽ tùy duyên liền, tin sâu nhân quả tùy duyên. Cả người thân mình cũng tùy duyên, hết lòng nhiệt tình hết mình giống Phan Duyên, nhưng lại tùy duyên. Nhiệt tình hết mình nhưng mà lại tùy duyên. Còn nếu như quý vị Phan Duyên là phiền phức liền, chắc chắn quý vị luôn. Ví dụ mình làm con mình biết, mình niệm Phật, mình nuôi người già rồi mình thấy công nhận niệm Phật đồ, các cụ sướng ghê. Mình á, kiếm điện thoại mình mượn, mình điện về nhà khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên cha mẹ tu coi. Đó là Phan Duyên, không phải tự duyên mà đó là Phan Duyên. Còn nếu như thí dụ như ở đây như Đức tặng cho chiếc máy nghe Pháp này kia mà gửi cho cha mẹ là đủ duyên. Đủ duyên rồi, nên gửi cho cha mẹ. Cha mẹ có nghe không nghe gì tự duyên, đã gửi cha mẹ rồi là hết, hết lòng. Biết đâu cha mẹ nghe những Đức giảng lại tiếp nhận cái gốc từ những Đức mà họ nghe, thì họ có kết quả rất là lớn. Kết quả rất là lớn luôn. Thí dụ như bây giờ người ta đi vào trong chùa mình mà người ta học đạo, người ta lại không phải nhắm mục tiêu học, thì chắc chắn người này sẽ khó ở trong chùa. Tại vì cái nơi người đó hóa độ, cái nguyên lý này mình phải hiểu. Có nhiều đứa nhỏ nó đi đến chùa mà tự nhiên nó nghe thầy nào chú nào nó chỉ nghe hay đi theo. Thì theo thời gian chú đó cũng dạy nó, nhưng mà cuối cùng nó rớt hết trơn. Cái này mình phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Còn nếu như mình để tùy duyên nó, mình không đụng vô, tại vì mình chưa đủ duyên. Khi mình chưa đủ duyên mà mình cứ lo làm cái việc của mình cho thật là tốt, thì tự nhiên khi nó đủ duyên rồi nó rất là đặc biệt. Nên tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên chú tay ương. Cái gì mình phan duyên người kia cũng tác hại đến với mình. Còn đủ duyên thì nó rất là đặc biệt, mà phan duyên thì tác hại đến với mình, nguy hiểm. Nên học Phật phải tin sâu nhân quả là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Làm người thân, ông bà cha mẹ, mình thương con cháu chứ. Nhưng mà mình nói không được con cháu, mình nói nhiều làm gì, mình niệm Phật đi. Nếu như mình niệm Phật nhiều, mình không có gây gắt khó khăn,
thì mình sẽ độ được con cháu của mình. Còn mình nói con cháu, mình nói mà nó cử mình không à, nói làm gì? Mình nói mà nó cử mình thì mình nói làm gì? Mình nói tạo nghiệp thêm làm gì? Con cháu mà nó tạo khẩu nghiệp thêm làm gì? Nên từ nó đó mình nói mà con cháu mình nghe thì mình nói. Mình nói mà con cháu mình không nghe, mình đừng có nói. Như những đức nói, nhiều người ta nghe những đức nói. Nếu như những đức nói mà nhiều người ta không nghe những đức, thì những đức nói làm gì? À, nghĩa là những đức nói ra bao nhiêu có người nghe. Số lượng rất là đông người, trong đó có một hai người người ta không đồng tình. Chuyện của họ chứ, chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ có một hai người đó thiếu góc độ. Tại vì sao? Một cái pháp hội người ta đông, thiệt là đông người ta nghe người này. Mình chỉ có một hai người mình mà đi chen cái vô làm gì? Đó là thiếu góc độ mà đi vô mà không vừa bụng, quá tào lao. Đúng không? Đó, nên những đức nói bây giờ, thí dụ như bây giờ cả một người ca sĩ nổi tiếng đi chăng nữa, bây giờ quý vị có tạo ra được một cái la show quý vị mà đông người như cái pháp hội lễ vía Quan Âm, lễ vía Di Đà những đức tổ chức không? Đầu tư vô đó biết bao nhiêu mà nói chưa? Mà đầu tư không có suy nghĩ thu lợi nhuận đi làm được không? Nên từ nơi đó mà mình chỉ cần mình bình tĩnh, mình ngồi mình suy nghĩ kỹ ra, mình sẽ có góc độ sâu sắc học tập liền. Con người ta ưa có cái bệnh là bản thân của mình sai, mình cũng muốn người ta sai theo. Bản thân mình hư, mình cũng muốn người ta hư theo. Cái tâm này nó ác vậy lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nên bản thân của chúng ta gặp được Phật Pháp, mình biết Phật Pháp đặc biệt, mình chân thật mình đem Phật Pháp mình đi giới thiệu, nhất tình hết mình khi đủ duyên, hết lòng hết dạ giới thiệu. Nhất là pháp niệm Phật này nè, nhớ nghe, pháp niệm Phật này là cái pháp đại thù thắng, pháp đặc biệt, pháp số 1. Nếu như mỗi một con người mà tiếp nhận cái pháp niệm Phật này thì đúng là sự khổ đau gì cũng sẽ quá giải. Khổ đau gì cũng quá giải. Khó tính gì từ từ cũng dễ tính. Nhưng Đức nói cho vị nghe, những bài giảng Đức nó vui gì đó, nhưng mà nó quá giải cái tâm phiền não của chính mình. Cái bài chia sẻ Phật Pháp như Đức cái ngày lễ vía Quan Âm mới đây, mấy chục ngàn người coi, trong đó có một cái bình luận. Họ bình luận rằng là tại sao con nghe thầy giảng pháp, tâm con rất là bấn loạn. Con cảm giác rằng cái pháp hội này chỉ để vui thôi, chứ Phật Pháp nằm ở đâu? Tôi xin mọi người cho tôi cái đáp án, hoặc là cho tôi lời khuyên làm sao để tâm tôi được khai ngộ, giác ngộ, hiểu biết này kia. Những đức nói quá dễ mà. Coi mà cảm thấy nó không có gì đặc biệt thì đừng có coi. Kiếm cái người nào giảng thanh tịnh đạo tràng mình coi đi. Người nào giảng im re mà không ai vỗ tay, không ai hô hài chứ, thì mình vô đó mình coi. Còn mình vô một cái pháp hội mà ta vui vẻ, ta hoan hỷ, ta háo hức, ta vỗ tay, mình nói rằng đó là nó loạn thì mình đừng có coi. Mình vô mình coi làm chi mà mình đi nói gì? Tại vì bao nhiêu con người người ta đang hoan hỷ, mình không biết tùy hỷ. Học Phật mà không biết tùy hỷ là thua rồi. Nên thường cái người mà nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không đa phần là con người thích kết duyên. Mà phải thích kết duyên làm sao mà đủ duyên kìa. Phan duyên mà để kết duyên thì cũng không đặc biệt. Phải đủ duyên kết duyên nó mới đặc biệt, hiểu không? Nên mình thấy có những người tới học Phật nhưng mà tại sao góc độ họ, những đức thấy cũng kém thiệt. Nhìn cái pháp hội mấy chục ngàn người người ta hoan hỷ trong cuộc đời này, mình nhìn thấy người ta buồn khổ, mình thấy cũng tội nghiệp. Mình nhìn thấy người nào đó làm cho người ta vui mà làm gì có Phật Pháp, không có Phật Pháp làm sao những đức hướng dẫn bao nhiêu con người được lợi ích. Tại vì mình đi cao xa quá, mình muốn làm cái chuyện cao xa quá. Phật Pháp là người ta nghe làm sao mà người ta hoan hỷ, người ta vui kìa, người ta cảm giác như vậy. Mình nói Phật Pháp là cái gì? Mình phải hiểu Phật Pháp làm sao. Mình cũng không biết hiểu Phật Pháp là như thế nào nữa. Bản thân mình mỗi ngày nặng nề, mình muốn làm sao khai ngộ, thôi chịu thua, bó ta. Đúng là đáng thương thiệt. Nên từ nữa đó, học Phật mà không biết tùy hỷ,
Còn nếu mình không thích, mình đừng nói một câu gì, mình niệm một câu Nam Mô với Đà Phật xong, từ đó về sau đừng coi nữa. Tại vì mình coi mà mình thấy rằng là người ta vui vậy thì nó không thanh tịnh, thì thôi mình vô mình coi làm gì. Thà mình không vô coi, mình không nói gì nó còn hay hơn, thấy không? Nhưng mà nhờ có nói gì, những đức mới có đoạn chia sẻ này. Mình phải nhận thức, thấy không? Mọi người mình phải nhận thức. Giống như những đức chia sẻ có những công đoạn nói về cái việc thủ dâm có tác hại, thì trong đó có những người, mà cả những người ca sĩ nổi tiếng, mà họ không chấp nhận. Họ nói rằng tôi từ khi 10 tuổi tới giờ, năm nay gần 50 tuổi, mà tôi không như vậy là làm sao? Tự nhiên đi đưa mình ra mình là như vậy, mình là như vậy thì bản thân của mình hư rồi, không đặc biệt rồi. Thật sự mà nói, ai mà có con có cháu mà mong muốn con cháu mình thủ dâm không? Không ai muốn điều này. Ai có con có cháu mà muốn con mình đi làm những việc không phải không? Không phải, không ai muốn điều này. Mà bản thân mình lỡ dính điều này, mình nghe ông thầy ông giảng những cái điều đó, mình phải nhìn nhận lại, thì tự nhiên bản thân của mình như vậy mới là con người đặc biệt. Chứ không lẽ bây giờ mình như vậy mình cũng khích lệ cho người ta đi làm như vậy. Thật sự mà nói, tuổi trẻ còn nhỏ mà đi thủ dâm đồ này kia, nó già trước tuổi. Thêm cái nữa, người xưa đã nói là tinh khí thần là một cái trí tuệ của nhân sinh. Còn cái việc lớn lên vợ, nữ thì có chồng, nam thì có vợ, chuyện này tự nhiên rồi, sống với nhau rồi. Còn cái việc mà mình đi ngược lại định luật, mình làm như vậy thì người ta khuyên mình là đừng nên làm điều đó, giữ gìn sức khỏe này kia. Bao nhiêu người còn trẻ mang cái nghiệp thủ dâm là nó sẽ già trước tuổi. Có người giống như khô khan cằn cỗi, già trước tuổi. Nên từ nơi đó mà mình phải nhận thức sâu sắc. Vậy thì quá đặc biệt. Mỗi một con người phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Nên niệm một câu Phật hiệu này là nhắc mình phải hiểu biết như thế nào phù hợp. Một câu Phật hiệu này đặc biệt lắm quý vị. Nên mỗi một con người phải nhận thức được pháp môn tịnh độ là thù thắng. Tại sao những đức chia sẻ Phật pháp mà nhiều người nghe gì? Tại vì nó gần gũi nhân sinh, những văn tự truyền tải rất đơn giản bình dị. Còn những người mình muốn cao xa thì mình tìm ai cao xa đó mình nghe. Mình muốn cái chỗ nào thanh tịnh thì mình kiếm cái chỗ thanh tịnh để mình nghe. Nên từ nơi đó mình phải nhận thức cho cái căn tính con người mình bây giờ, thì cái việc hóa độ của mình sẽ thấy phù hợp đặc biệt lắm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.